Chào mừng các bác quay trở lại với kênh Điện Máy Việt Nhật. Hôm nay bên em xin giới thiệu đến các bác dòng máy cắt cỏ chạy bằng pin của thương hiệu Hukan. Ok, và các bác đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ bên em cũng như không bỏ qua những video từ phía bên em các bác nhé. Và toàn bộ sản phẩm thì em đã bày ra đây rồi, chúng ta cùng nhau tìm hiểu các bác nhé. Đầu tiên thì nó sẽ không thể thiếu đó chính là một cái tấm để chúng ta nó bảo vệ này, phía đằng trước lưỡi này, hai lưỡi dao để chúng ta cắt cỏ này. Rồi kèm theo nó sẽ là một cái lưỡi hợp kim để cho chúng ta cắt những cái cây nhé. Đó, những cành, những cây. Rồi tiếp theo là một cái đĩa để chúng ta sẽ lắp những cái dây khi chúng ta sử dụng cắt cỏ mềm. Đấy, nó có kèm theo dây để cho chúng ta lắp vào để chúng ta cắt các bác nhé. Một đôi bao tay, đó, một cái tay nắm phụ này, kèm theo là hai cái bánh xe. Hai bánh xe này để chúng ta lúc cắt cỏ mà ở trên cái mặt bằng nhé. Đấy, cắt cỏ trong sân vườn chẳng hạn nhé. Nó kèm theo một số cái để dụng cụ tháo mở, tô vít các thứ này. Một cái bảo vệ nữa này. Bên cạnh đó thì bên em sẽ gửi tặng cho các bác một cái móc treo chìa khóa. Trên này thì nó sẽ có đầy đủ thông tin bên em để các bác tiện liên hệ nhé. Và không thể thiếu là một cái catalog và một cái phiếu bảo hành. Và sản phẩm này thì sẽ được bảo hành theo tiêu chuẩn của hãng là 6 tháng. Và khi có vấn đề gì thì bên em sẽ cho ship vào tận nơi, lấy máy đi bảo hành cho các bác. Hukan thì nó cũng đã có rất nhiều trung tâm bảo hành trên cả nước rồi, nên các bác an tâm. Phí vận chuyển đi lại trong thời gian bảo hành thì bên em hoàn toàn chịu trách nhiệm cho các bác nhé, nên các bác cứ an tâm. Và bên em cũng sẽ bảo hành cho các bác bằng số điện thoại, có nghĩa là lưu số điện thoại của các bác trên máy tính, nên các bác an tâm, không cần phải giữ lại bất kỳ một cái giấy tờ gì. Khi có vấn đề các bác chỉ cần đọc cái số điện thoại khi các bác mua hàng ra là xong nhé. Giấy tờ chúng ta giữ thì đôi khi nó còn bị mất, đúng không ạ? Một cái kính bảo hộ để chúng ta đeo khi chúng ta cắt nhé. Và rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đến nhân vật chính của chúng ta. Đây, cái máy cắt cỏ đây là cái thân máy đây các bác nhé. Thân máy thì nó được phối bởi màu vàng này, màu đen phía trên đầu. Đây các bác nhé. Và khi nó thu gọn lại thì chúng ta xem thử nó sẽ được bao nhiêu cm nào. Đây là thu gọn lại thì là nó là 1m03 các bác nhé. Rồi bây giờ nó sẽ có thể tháo cho nó dài ra. Thì đây trên này nó sẽ có một cái nút đây, chúng ta sẽ xoay. Đấy, có một cái khóa đây, cỡ đây, chúng ta xoay ra. Đấy, xoay theo chiều kìa đây và kéo nó ra nhé, rút nó ra. Rồi khi rút ra dài rồi chúng ta sẽ đóng lại để cho nó chắc, để cho chúng ta làm nhé. Và bây giờ thì em sẽ đo thử xem là chiều dài tổng thể khi chúng ta rút ra thì nó sẽ là được bao nhiêu nhé. Chiều dài tổng thể của nó sẽ là 1m3 các bác nhé, 1m30. Đó, ok. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp một số cái ấy này. Rồi đây chúng ta sẽ xem chân pin của con này thì nó là chân pin phổ thông, chân pin Makita. Đấy, chúng ta cứ đo, lấy thước đo. Nếu ở nhà chúng ta đã có pin rồi thì chúng ta chỉ cần mua thân máy thôi. 4cm là được nhé. 4cm nhé, cái chân này của nó sẽ là 4cm. Đấy, chúng ta cứ đo đủ 4cm là dùng được nhé, khi chúng ta đã có pin. Rồi ok. Đây chúng ta sẽ xem nữa này. Đây là công tắc bấm này thì nó sẽ là có công tắc kép. Đấy, khi chúng ta muốn dùng thì bắt buộc chúng ta phải bấm cái nút này xuống. Đấy thì chúng ta mới khởi động được nhé. Nó là công tắc kép, công tắc an toàn, để tránh tình trạng chúng ta lỡ tay bấm vào đây mà lưỡi nó vẫn là lắp thì đúng không ạ? Được chưa? Hukan này. Đó, thương hiệu Hukan, được chưa các bác? Bây giờ thông số kỹ thuật của con này, mã của nó, model của nó sẽ là HKGT20018BL. Được chưa các bác? Đó nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp tục này. Đây là nó có một cái nút khóa đây để chúng ta có thể bấm cho cái này nó gật gù lên xuống, điều chỉnh theo cái hướng mà chúng ta muốn đẩy cắt cỏ. Khi chúng ta muốn cái này nó điều chỉnh được thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút khóa đây nhé. Đó, này, cái đầu này nó sẽ gật gù lên xuống các bác. Đó, được chưa? Điều chỉnh theo. Đó, chúng ta muốn nó ở trạng thái bao nhiêu thì chúng ta sẽ điều chỉnh như thế và nhả tay ra. Đó. Rồi, ok. Đó, được chưa các bác? Rồi bây giờ thì em sẽ thu gọn lại một chút để cho em sẽ lắp tất cả các cái phụ kiện nó vào nhé. Rồi trước tiên thì chúng ta sẽ lắp cái, đây nó có một cái ốc thì chúng ta phải tháo ra này. Ok, chúng ta sẽ lắp cái ốc bảo vệ vào. Đấy. Rồi chúng ta tiếp tục lắp cái ốc vào. Khi lắp thì chúng ta chú ý là lắp cho chắc chắn các bác nhé. Rồi đến phía đây thì chúng ta sẽ tháo cái ốc này ra. Đó. Phía trong này chúng ta xem nó có những gì nhé. Đây nó cũng là rất là đơn giản thôi. Đấy, các cái khuy này, cái phần này để nó tránh cái tình trạng là cỏ nó bị cuốn vào trong đây thì nó sẽ có cái ốp này nó bảo vệ cái trục này để cho tránh cỏ nó bị quay cuốn vào trong và máy nó sẽ bị dừng lại nhé. Đấy, chúng ta sẽ lắp theo từng hướng này. Rồi bây giờ thì em sẽ lắp thử cái đấy, cái lưỡi của nó đây. Lưỡi cắt cành đi, cái cây đi. Đó. Xoay vào rồi chúng ta sẽ đấy, chúng ta vặn theo chiều kim đồng hồ các bác nhé. Đấy, lắp vào theo chiều kim đồng hồ, mở ra thì ngược chiều kim đồng hồ. Được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ lắp cái ốp bảo vệ phía đây. Nó có hai cái lỗ hai bên này các bác nhé. Đấy, được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ lắp cái tay cầm phụ này, tay cầm phụ tháo ra này. Ok. Rồi, chúng ta sẽ khởi động thử nhé. Đó, cái phần này chúng ta được đủ lên này. Đấy. Rồi bây giờ thì em sẽ lắp cái bánh xe vào này. Tháo pin ra cho an toàn. Đây này nó có tay chúng ta xịt luôn. Ok. Đấy. Đấy, cái này và khi mà chúng ta lắp thế này, bánh xe này để chúng ta di chuyển, chúng ta cắt cỏ ở sân vườn các bác nhé, những nơi mà có mặt phẳng bằng nhé, địa hình bằng. Đấy, chúng ta sẽ điều chỉnh thế này, đấy, tùy theo, đúng không các bác? Đó, để chúng ta sử dụng. Đó. Ok. Đó, con này thì nó sử dụng cái dòng motor động lực không chổi than. Sử dụng pin thì nó khá là an toàn so với chúng ta sử dụng mà xăng. Đấy, sử dụng xăng hoặc là điện các bác nhé. Đấy, cái này mà sử dụng pin thì phụ nữ cũng sử dụng được, đúng không ạ? Chúng ta sử dụng trong gia đình rất là hiệu quả. Nó cắt cỏ trong vườn chúng ta hoặc cắt những cái cành cây, đúng không ạ? Sử dụng pin thì nó an toàn hơn so với sử dụng xăng điện và ai cũng có thể sử dụng được, đúng không ạ? Rất là dễ. Ok các bác nhé. Đó. Và vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu chi tiết từng sản phẩm, đúng không ạ? Linh kiện các thứ, rồi cũng lắp ráp, hướng dẫn lắp ráp toàn bộ cái sản phẩm này. Có nghĩa là máy cắt cỏ pin của hãng Hukan. Vâng, và hiện tại bên em đang phân phối cái sản phẩm này với mức giá, có nghĩa là chưa bao gồm pin và sạc, chưa bao gồm pin và sạc, chỉ là bộ thân thôi nhé, thì sẽ có mức giá là 1.250.000 đồng, 1.250.000 đồng và bao ship cho các bác toàn quốc, bảo hành 6 tháng. Và nếu bác nào có nhu cầu mua chọn bộ mà có 2 pin, 2 pin 10 cell kèm theo sạc của hãng. Đó, 2 pin 10 cell của hãng và sạc của hãng nữa, thì chọn bộ này 2 pin 10 cell sạc cùng bộ thân máy này thì sẽ có giá là 2.250.000. Nó chênh nhau 1 triệu đồng. Đó, và bác nào muốn nâng cấp đổi lên pin 15 cell thì bên em cũng có luôn nhé. Đó, không muốn sử dụng pin 10 cell mà muốn sử dụng pin 15 cell thì bên em cũng có để hỗ trợ cho các bác. Và các bác nào mà đã có pin Makita hoặc rồi, đấy đúng không ạ, chân pin phổ thông hoặc là có pin của Hukan rồi thì chúng ta chỉ cần mua thân máy để về chúng ta sử dụng thôi nhé. Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều đã xem video của bên em cũng như là những cái sản phẩm của bên em hôm nay. Bác nào có nhu cầu sử dụng hoặc là muốn trải nghiệm qua cái sản phẩm này thì vui lòng liên hệ em qua Zalo hoặc số điện thoại 0982051388 để em hỗ trợ cho các bác lựa chọn sản phẩm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ không phải chờ lâu, mang luôn cái con cắt cỏ này ra, em test luôn ở ngoài xem nó như thế nào, sử dụng nó có hiệu quả hay không các bác nhé. Rồi, xin mời các bác.